con kính lại cửu quyền thất tổ. Căn từ đường này mà. Má không cần phải tạ tội trước ông bà tổ tiên, cũng không cần phải đi đâu hết. Căn nhà này con đã mua lại rồi. Con nói cái gì? Căn nhà này con đã mua lại rồi sao? Con nói gì? Con đã mua căn nhà này rồi hả? Dạ. Con không chỉ mua nhà mà còn mua cả ruộng vườn và đất đai nữa má. Cái gì? Con nói sao? Má bừng quá. Trước bàn thờ ông bà tổ tiên, con không dám nói láo đâu má à. Con ơi, tại sao con làm như vậy chứ? Không phải là con thù ghét cái nhà này lắm hay sao? Má nợ má con nhiều quá. Hận thù đành giải chứ không nên kết. Hơn nữa, đời người, con đã hiểu ra đạo lý ở đời. Mà tuy không sanh con, nhưng có ơn dưỡng dục. Con làm sao bỏ mặt má tuổi già mà không lo lắng được hả má? Con vừa nói gì? Có phải má lãng tai không? Má chưa có bị lãng tai đâu má. Má mừng quá Văn ơi. Cuối cùng thì con cũng tha thứ cho má rồi. Má cảm ơn con. Văn à, về đây ở với má như ngày xưa nha con. Hai má con mình ở như ngày xưa đi con. Con sẽ thường xuyên chăm nom và chăm sóc má, chứ không ở luôn với má được. Má biết, má không ép con. Được con tha thứ cho má là má mãn nguyện rồi. Có chết má cũng yên lòng. Má hiểu lầm rồi.
Con không ở chung với má là vì có người đã thay con làm việc đó rồi. Mọi người vào đi. Như hôm nay Hải, mau qua thưa nội đi con. À, má ơi, hôm nay con đưa thằng Bình với thằng Hải về nhận tổ quy tông. Hải, mau thưa nội đi con. Chào nội. Thằng Hải đây là đứa nhỏ lúc con mang bầu con nhảy xuống sông tự vẫn đó hả? Dạ phải. Trời ơi, thằng cháu tội nghiệp của tôi, thằng cháu tội nghiệp. Bà có lỗi nhiều lắm Hải ơi. Nội, Không, bà không dám dẫn tiếng bà nội với con đâu Hải. Nội à, Nội, con không có giận nội. Nội đừng có nghĩ như vậy nghe. Nghe nội. Cảm ơn. Nội cảm ơn con. Nội cảm ơn con nhiều lắm. Từ từ nội dắt con đi gặp ba con. Thằng Xuân, thằng Bình mà nó biết có thêm anh em như vậy thì trời ơi nó mừng lắm ha. Nội à, con đã gặp anh Bình và em Xuân rồi. Giờ con có đem anh hai về cho nội nè. Sao? Con gặp thằng Bình rồi. Dạ. Vậy
sao? Dạ phải nói. Thằng Bình, Bình ơi, vô nội biểu coi, lẹ lên. Vô đây, vô nội biểu coi. Bình ơi, Bình ơi, má đưa con về nè. Má ông thưa bà nội đi con. Thằng Bình, vậy là sao? Trời ơi. Nội à, nội. Bà. Má. Nội ơi. Bà, nội, bà sao vậy? Bà, nội à, nội sao không nội? Bà. Dạ môn bất hạnh, quả báo, đúng là quả báo. Ghi, ghi cái chuyện bất hạnh như vậy mà để mình thằng Duy gánh chịu thì làm sao nó chịu nổi. Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, lập tức dẫn má đi thăm thằng thằng Duy liền. Má biết, má biết là trong lúc này thằng Duy nó cần má lắm. Dắt má đi liền đi con. Nội à. Đi liền, bà, đi liền. Bà. Con ba, cậu có gửi thơ cho má nè má. Thằng Duy nó ở trong tù, nó gửi cái thơ này, nó gửi thơ này cho má hả? Dạ. Nó gửi thơ cho má thiệt sao? Hải ơi, đọc cho nội con. Đọc dạ. Liền cho nội. Đọc cho nội đi con. Đọc liền cho nội. Nhanh lên. Dạ. Má kính mến, đây là di thư đầu tiên và cũng là cuối cùng con gửi cho má sau 24 năm dài xa cách. Dù tất cả oan nghiệt đau khổ của con ngày hôm nay là do má gây nên, má vì hai chữ sang hèn, vì phân biệt giai cấp, vì câu môn đăng hộ đối mà chia rẽ con với em mình, nên con mới phải vì hận mà bỏ xứ lên rừng, trở thành một kẻ chỉ biết có quyền lực, bất chấp mạng người. Thằng Bình với con Phượng cũng đâu vì cách trở mà sức mang tội loạn luân. Thằng Xuân đâu phải sống một đời sợ hãi để cuộc đời gian dở. Hạnh Nhi đâu khao khát tình phải sống đời điên loạn. Nhưng mà thôi, trong phút cuối cuộc đời này, con sẽ không trách và không muốn đem oán hận này sang thế giới bên kia. Bởi vì con biết những gì má làm cũng vì quá thương con mà thôi. Má ơi, giờ con đã hiểu rồi cái gì gọi là danh vọng phù hoa, là tiền tài. Bây giờ con chỉ muốn ngủ một giấc thật dài trong lời ru của em mình. Hải ơi, thay con nhận tội giết người, ba không mong được con tha thứ. Lần cuối được con tiễn đưa về cõi vĩnh hằng đã là hạnh phúc nhất đời của ba rồi. Hãy thay ba ở lại chăm sóc cho bà nội và má của con giùm ba nghe. Vĩnh biệt mọi người.
Má, con đem anh Duy về cho má nè má. Vậy còn em? Em là ai? Cậu ba có nhận ra em không? Em là Phượng. Là Phượng của cậu ba. Bà chủ ơi, từ từ thôi.